Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tiếng Anh Miss Thùy, chương trình Tiếng Anh lớp 4. Trong video này, chúng ta sẽ học bài số 10, Our Summer Holiday, kỳ nghỉ hè của chúng tôi. Chúng ta đến với tiết số 2, Lesson 2. Trước hết, chúng ta sẽ học về từ vựng, một số các từ vựng trong Lesson 2 này ha. Trong phần này, chúng ta sẽ học về các cái từ vựng liên quan đến các cái thành phố, thủ đô của một số các cái quốc gia trên thế giới. Các bạn sẽ cùng nhìn vào các cái bức tranh ha. Trong mỗi bức tranh nó sẽ có một vài các cái biểu tượng đặc trưng của những cái thành phố đấy. Và các bạn sẽ cùng liên tưởng thử cái từ vựng đó là từ nào. Ở hình đầu tiên nè, chúng ta sẽ có đồng hồ ha, đồng hồ Big Ben nè. Và nó sẽ là từ London. Ok. London. Đây là một thủ đô của nước gì? Nước Anh, một thành phố thủ đô ha. Sydney. Là một thành phố lớn của nước Úc, Sydney. Tokyo. Đây là một thành phố lớn ở Nhật Bản ha, các bạn có thể nhìn thấy núi nha, núi Phú Sĩ nha. Bangkok. Đây là một thành phố của Thái Lan, thủ đô của Thái Lan. Chúng ta cùng nhau ôn lại từ vựng một lần nè. Bangkok, Sydney, Tokyo, London. Các bạn sẽ nhìn vào biểu tượng ha, về những cái chùa nè, chùa nhiều là ở Bangkok nè. Nhà hát hình con sò ha, thì của Sydney, Úc. Một ngọn núi ha, núi Phú Sĩ nè, thì ở Nhật Bản, Tokyo. Và đồng hồ Big Ben thì ở London, nước Anh nha. Để giúp các bạn có thể nhớ từ vựng được tốt thì Miss sẽ có một trò chơi cho các bạn, là các bạn sẽ nhìn vào cái từ vựng ở bên tay trái nè, hình ảnh ở bên tay trái, và sau đó mình sẽ liên tưởng đến cái từ vựng ở bên tay phải và các bạn chọn. Ví dụ ở hình đầu tiên chúng ta có thể lấy đây là biểu tượng của núi Phú Sĩ nè, đây là thành phố lớn của Nhật Bản, Tokyo. Vì thế từ mình chọn sẽ là Sydney. Một trò chơi nữa là các bạn sẽ cùng là ở phía sau những cái ô chữ này nó sẽ có một cái từ vựng tương ứng với cái hình nhé. Mình sẽ mở từng ô chữ ra cho các bạn, từng cái ô màu ra cho các bạn, và các bạn sẽ cùng nhau đoán thử cái hình đấy tương ứng với cái từ vựng nào. Chúng ta cùng ôn lại từ vựng một lần nữa nè. Bangkok, Sydney, Tokyo, London. Chúng ta đến với phần đầu tiên, look, listen and repeat. Nhìn vào, lắng nghe và sau đó lặp lại. Trong phần này chúng ta sẽ có hai bức tranh A và B ha. Ở mỗi bức tranh chúng ta sẽ có một cái đoạn hội thoại giữa hai bạn. Và chúng ta, các bạn sẽ cùng nhau lắng nghe và sau đó mình sẽ lặp lại và cùng nhau tìm hiểu cái nội dung của nó nha. Trước hết chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nè. Page 70. Lesson 2. Activity 1. Look, listen and repeat. A. Were you in London last summer, Mary? No, I wasn't. B. Where were you last summer? I was in Tokyo. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung của bức tranh. Bức tranh đầu tiên,
Bạn ở London vào mùa hè vừa rồi phải không, Mary? Không, không phải. Thế bạn ở đâu vào mùa hè vừa rồi? Tôi ở Tokyo. Vậy để hỏi thử một người ở đâu vào cái thời gian nào thì mình sẽ có câu là where. Từ where là từ để hỏi về ở đâu ha. Bởi vì last summer là mùa hè vừa qua, có nghĩa là ở trong quá khứ rồi, vì thế các bạn phải dùng chữ were. Where were you last summer? I was in Tokyo. Tôi ở vùng đất gì? Tôi ở Tokyo. Các bạn để ý nè, khi chủ ngữ số nhiều thì mình sẽ đi với to be là were. Nhưng khi chủ ngữ số ít thì các bạn sẽ đi với to be là was. Các bạn xem ví dụ sau đây. Where was you last summer? Bạn ở đâu vào mùa hè vừa qua? I was in Tokyo. Các bạn nhìn vào bức tranh và mình điền cái địa điểm vào ha. Chúng ta đến với phần số 2. Listen, point and say. Lắng nghe, chỉ vào bức tranh và sau đó đọc lên. Ở trong phần này chúng ta sẽ có 4 bức tranh là A, B, C và D, tương ứng với 4 cái địa điểm. Chúng ta sẽ cùng nhau hỏi, một bạn hỏi và một bạn trả lời về địa điểm là Where was you last summer? Bạn ở đâu vào mùa hè vừa qua? Trước hết chúng ta cùng nhau lắng nghe trước nha. Page 70. Lesson 2. Activity 2. Listen, point and say. A. London. B. Sydney. C. Tokyo. D. Bangkok. A. Where were you last summer? I was in London. B. Where were you last summer? I was in Sydney. C. Where were you last summer? I was in Tokyo. D. Where were you last summer? I was in Bangkok. Các bạn cứ thế mà lần lượt ha, một bạn hỏi và một bạn trả lời. Các bạn có thể thay cái địa điểm này bằng bất cứ một cái nơi nào đó, ví dụ Việt Nam hoặc là Thailand, Hồ Chí Minh City, Hà Nội, it's up to you, tùy các bạn nha. Chúng ta đến với phần số 3, Let's Talk, phần luyện nói. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 bức tranh tương ứng với 4 cái thành phố ở các quốc gia. Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời về cấu trúc là bạn đã ở đâu vào mùa hè vừa qua. Where was you last summer? I was in, sau đó cộng với cái địa điểm vào. Ví dụ bức tranh số 1 là ở Bangkok đúng không? Vậy mình sẽ nói là gì? Where was you last summer? I was in Bangkok. Các bạn cứ lần lượt luyện tập với những cái hình còn lại nha. Chúng ta đến với phần số 4, Listen and Match, lắng nghe và sau đó nối. Trong phần này chúng ta sẽ có 4 bức tranh từ số 1 đến số 4 là của 4 bạn nha. Và chúng ta sẽ có 4 cái hình ảnh ở dưới là 4 địa điểm. Vậy chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem mỗi bạn trong các cái bức tranh này các bạn sẽ đến những cái địa điểm nào. Trước khi lắng nghe thì các bạn sẽ cùng nhau đọc cái nội dung của từng cái bức tranh ha. Ví dụ bức tranh đầu tiên sẽ là Tokyo, B là London, C là Bangkok và D là Sydney. Chúng ta sẽ cùng nhau listen. Page 71. Lesson 2. Activity 4. Listen and match. 1. Where were you last summer, Mai? I was in Sydney. 2. Where were you last summer, Bill? I was in Bangkok. 3. Where were you last summer, Mary? I was in Tokyo. 4. Where were you last summer, Nam? I was in London. Các bạn có thể tua đi để nghe lại nhiều lần nếu như mà có chỗ nào các bạn chưa rõ ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án nha. Bức tranh đầu tiên, bạn nữ này đi đến Sydney.
Bức tranh số 2, bạn nam đi đến Bangkok, Bangkok. Và bức tranh số 3, bạn nữ này đi đến Tokyo. Và bạn cuối cùng sẽ đi đến London. Vậy số 1 mình nói với D, số 2 C, số 3 A và số 4 B. Chúng ta cùng đến với phần số 5, look, complete and read, nhìn và hoàn thành, sau đó đọc lên. Trong phần này chúng ta sẽ có hai câu là câu số 1 và câu số 2 cùng với hai bức tranh ở bên tay phải nè. Các bạn sẽ cùng nhau nhìn vào bức tranh ở bên tay phải tương ứng với cái câu bên này và sau đó mình sẽ điền cái thông tin còn thiếu vào. Các bạn sẽ nhớ lại cái cấu trúc câu của lesson 1 và lesson 2 nhé. Bức tranh đầu tiên thì bạn nữ này ở đâu? London. Và bạn nam này, bức tranh số 2 ở Sydney. Các bạn để ý từ vựng nha. Ví dụ câu số 1, bạn ở đâu vào mùa hè vừa qua vậy? Mai, tôi đã ở đâu? London. Các bạn điền thành phố này vào. Is a big city? Nó là một thành phố lớn à? Các bạn nhìn thấy it is, là các bạn có thể đoán được đây là trả lời yes, đúng rồi. Đó là một thành phố lớn phải không? Vâng, nó là một thành phố lớn. Ở câu số 2, where did you last summer? Đây là một câu hỏi về địa điểm nơi trốn, vì thế tự hỏi mình cần sẽ là từ where. Bạn ở đâu vào mùa hè vừa qua vậy nam? I thì phải đi với to be là was, tương tự với câu trên ha. I was in Sydney. Tiếp theo bạn B hỏi là bạn cũng ở Sydney luôn hả? Chỗ đây I wasn't. Chắc chắn chỗ đây phải là câu trả lời no. Không, tôi không có ở Sydney. Chúng ta đến với phần số 6, let's play. Đây là phần luyện tập để ôn lại từ vựng thôi ha. Making sentences. Hãy hoàn thành câu. Trong phần này chúng ta sẽ có những cái từ vựng đơn. Thầy cô giáo sẽ sắp xếp các cái từ vựng không theo trật tự cho các bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ cùng nhau nhớ lại cấu trúc của lesson 1, lesson 2 và các phần trong bài học. Sau đó mình sẽ cùng sắp xếp lại để tạo thành một cái câu hoàn chỉnh. Ví dụ, để hỏi bạn ở đâu vào mùa hè vừa rồi thì mình sẽ phải theo thứ tự là where were you last summer? Tương tự với những câu khác ha, thầy cô giáo sẽ sắp xếp lộn xộn cho các bạn sẽ reorder, sắp xếp lại để tạo thành một câu hoàn chỉnh. Trong tiết học số 2, chúng ta sẽ tổng kết lại gồm có hai phần ha. Phần đầu tiên chúng ta sẽ học về một số các cái thành phố lớn, thủ đô của một số quốc gia. Và phần số 2 sẽ là cấu trúc câu. Phần số 1 chúng mình học được 4 từ nè. London là một thành phố ở nước Anh. Sydney, thành phố ở nước Úc. Tokyo là thành phố của Nhật Bản. Và Bangkok là thành phố của Thái Lan. Trong phần 2 chúng ta sẽ hỏi bạn ở đâu vào mùa hè vừa qua? Tôi ở London. Tôi ở London ha. Các bạn có thể thay thế cái từ này thành bất cứ một cái địa điểm nào mà các bạn đã từng ở đó. Tùy các bạn nhé. Và có một lưu ý cho các bạn để ý nè. Khi chủ ngữ số nhiều, we, you, they, thì to be các bạn dùng sẽ là were. Còn khi chủ ngữ số ít, I, he, she, it, hoặc là các chủ ngữ số ít khác thì các bạn sẽ dùng to be là was. Đây là những cái to be mình dùng trong thi quá khứ đơn ha. Vì trong câu có từ last. Tiết học Unit 10 Lesson 2 đến đây là hết. Miss Thùy cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!